Chiều nay, theo giờ Việt Nam, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã phóng tên lửa đưa tàu thăm dò Aditya L1 lên nghiên cứu mặt trời. Tàu thăm dò Aditya L1 tiếng Hindi nghĩa là mặt trời sẽ thực hiện hành trình khoảng 1,5 triệu km kéo dài 4 tháng đến mặt trời và tiến hành nghiên cứu gió mặt trời. Các nhà khoa học hy vọng có thể tìm hiểu thêm về hiệu ứng của bức xạ mặt trời đối với hàng ngàn vệ tinh trong quỹ đạo quanh trái đất. Nếu thành công thì Ấn Độ sẽ là nước châu Á đầu tiên đưa tàu thăm dò lên quỹ đạo quanh mặt trời. Vụ phóng tàu thăm dò mặt trời hôm nay diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Ấn Độ thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử đưa tàu thăm dò lên cực nam của mặt trăng. इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का।